Trong đống đá và cỏ mọc tùm xuất hiện một bóng người. Không lẽ anh ấy chính là chuyên gia về ngọc và chúng tôi đang tìm? Nhà sưu tầm ngọc, thầy Ngộ. Chào anh. Chào cô, chào cô. Anh phải anh Ngộ không? Đúng vậy. Anh chính là chuyên gia sưu tầm ngọc mà chúng tôi muốn tìm. Đúng vậy. Cuối cùng cũng tìm được anh rồi. Anh xem xung quanh đây toàn là đá. Mau đưa tôi đi xem bộ sưu tầm ngọc của anh đi. Được rồi, cô nhìn khối đá này đi, là nó đó. Cô nhìn thử xem nó là đá hay là ngọc. Đây là đá hay ngọc đây? Cái này cũng phải cần nhìn sao? Đây là đá mà. Chắc không, đây là ngọc đó. Đây là ngọc bọc đá. Đây là một loại ngọc tốt. Chỗ này toàn bộ đều là ngọc hết. Đây là ngọc sao? Cái này sao nhìn ra được là ngọc vậy? Loại ngọc bọc đá này giống như tên gọi của nó. Bên ngoài được bọc bởi một lớp đá. Nhìn bề ngoài giống như một khối đá bình thường. Nhưng chất lượng của loại ngọc này có kết cấu mịn nhặn nhất trong số các loại ngọc tương tự. Tiêu biểu của loại ngọc bọc đá này là ngọc hà ma trong họ ngọc tụ nham. Ngọc hà ma là một loại nguyên liệu hạt thuộc hàng tremolite. Vì được lấy ở dưới lòng sông và khu vực gần sông nên nó có tên gọi như vậy. Anh Ngộ sưu tầm một khối ngọc thạch nặng 6 tấn. Quả thực giá trị của nó rất lớn. Vậy giống như khối ngọc 6 tấn này thì giá trị của nó bao nhiêu? Cái này lúc tôi mua là mấy triệu tệ. Khối này lúc trước tôi sưu tầm được. Mấy triệu tệ đủ mua một căn biệt thự rồi đúng không? Mấy triệu tệ khối đá này mấy triệu tệ. Trời ơi, vậy mấy khối đá trong vườn này không lẽ đều là ngọc sao? Đều là ngọc hết đó. Nếu không có người giới thiệu, thật khó để hình dung được khối đá nhìn rất bình thường này lại là ngọc quý. Anh Ngộ là nhà sưu tầm ngọc thạch có thâm niên ở địa phương. Anh đã có hơn 10 năm dốc sức phát triển văn hóa ngọc tụ nham. Không giống như những người khác, bộ sưu tập của anh không chỉ giới hạn ở tác phẩm ngọc bích được hoàn thiện tinh xảo. Những khối đá thô lại khiến anh càng mê mẩn hơn. Những khối đá trước mặt hầu như thâu tóm hết tất cả chủng loại của ngọc tụ nham. Bây giờ bọn họ đang xem một loại ngọc tụ nham khác, đó chính là đá hoa. Đá hoa càng nhiều màu sắc thì sẽ càng có giá trị. Vậy khối ngọc này của anh có màu gì? Tôi thấy nó có màu đỏ. Đúng vậy, màu đỏ, màu trắng. Màu trắng. Nhưng tôi thấy màu này nhìn rất giống màu gỉ sét. Không, đây là ngọc đỏ. Ngọc đỏ có nghĩa là một loại màu đỏ may mắn. Đặc biệt là ngọc có đường chỉ đỏ sẽ rất có giá trị đó. Anh Ngộ, vậy một khối ngọc như vậy anh dự định bán bao nhiêu? Ngọc này bây giờ ở trong mỏ khai thác cũng không còn nữa đâu. Rất khó gặp. Bây giờ cũng không muốn bán nó, chỉ để sưu tầm mà thôi. Đợi tới lúc gặp người có duyên tôi sẽ xem xét lại. Đá hoa hay còn gọi là ngọc hoa là một loại đá xà văn sản xuất ở tụ nham. Nó không dễ bay màu, màu sắc đẹp và phong phú. Tượng Phật ngọc mà lúc nãy chúng ta thấy trong ngọc Phật Uyển ở An Sơn cũng thuộc loại đá này. Anh Ngộ, anh có báu vật gì đặc biệt có thể cho chúng tôi xem được không? Có chứ, tôi dẫn cô đi xem thử. Những thứ ở chỗ tôi rất quý hiếm. Thật sao? Là khối ngọc này. Là khối ngọc này. Đúng vậy. Mọi người hãy nhìn khối ngọc này đi. Tôi không cần phải nói gì thêm. Sờ lên nó cảm giác rất mịn. Nhìn thôi cũng thấy đẹp. Hơn nữa màu sắc của nó rất đều, không có tạp chất. Sờ lên nó rất trơn, giống như bôi một lớp dầu vậy. Đúng vậy. Nhìn độ trong suốt của nó nè. Có phải ngọc tốt khi dùng đèn pin soi có thể soi được đến những nơi rất sâu? Đúng vậy, cô soi vào bên trong toàn bộ đều vậy. Dạ, khối này bao nhiêu tấn? Hơn 20 tấn đó. Hơn 20 tấn luôn. Đúng sao? Vậy. Hơn 20 tấn, sao anh đưa nó vào trong giường được? Lúc đó tôi phải dùng xe cẩu, phải mất vài ngàn tệ để đưa nó về đây đó. Nói đến khối ngọc bích này, không cần hỏi cũng biết anh Ngộ rất tự hào về nó. Khi lần đầu nhìn thấy nó, anh đã rất muốn mua. Trải qua 2 năm cuối cùng, anh đã mua được khối ngọc này với giá không hề rẻ. Hiện nay, khối ngọc này đã được anh cất giữ trong giường 7 năm. Đã có rất nhiều người đến hỏi giá, nhưng anh Ngộ chưa bao giờ có ý định bán nó. Vậy khối ngọc này thế nào? Bây giờ còn nhiều không? Loại ngọc giống như vậy? Bây giờ chưa phát hiện được khối nào to hơn khối này đâu. Đây là khối đầu tiên, khối màu xanh lớn nhất được phát hiện đó. Vậy loại ngọc này hiện giờ rất hiếm. Chưa có, tôi chưa gặp khối ngọc nào khác ngoài khối này. Cơ bản là không có luôn. Không có, tôi dám chắc chắn là không. Vậy có thể nói viên ngọc này vô giá. Nhanh nhanh, mau sờ nó đi. Những khối đá chúng ta nhìn thấy trong khu vườn này cũng có đến mấy trăm khối. Vốn dĩ những khối đá này trong mắt Tiểu Áo chỉ là một đống đá không giá trị. Nhưng bây giờ nó đã biến thành một khu chất đầy châu báu rồi.
Khu đất này hẻo lánh như vậy, thì ra nó đang giấu rất nhiều ngọc quý. Sao lại có thể có nhiều cỏ dại như vậy chứ? Đem giấu ở trong cỏ, chắc là sợ người ta chú ý đây. Đúng vậy, tôi cất giấu chúng ở đây, nhưng vì sợ có người sẽ chú ý đến nó nên tôi đã nuôi vài con chó Tây Tạng. Nhìn cái gì? Vậy người bình thường không thể vào đây được. Biện pháp bảo vệ này đúng là không chê vào đâu được.